Em chào bác nha. Hôm qua thì cũng khá là lâu thì không có làm video được, cho nên là cũng hơi buồn một xíu nha cả nhà. Thì hôm nay thì nhân làm video để nhân nói về một chút xíu về cái vấn đề mà vừa qua hết tháng 7. Thì năm nay thì nó khác với năm trước rất là nhiều. Đó là mấy năm trước á, thì vào cái tháng 7 âm lịch á, thì hầu như là cái sự giao dịch thì không có, tức là có thì chăng nữa thì cũng rất là ít chứ không có nhiều như năm nay. Thì năm nay thì tính chung hết thì xong tháng 7, thì trong tháng 7 đó là nhân bán cũng được khá là nhiều sản phẩm, bên khu Phú Sinh cũng có, rồi bên Mới Đức, rồi dự án Bà La Đức Ta gác của anh Củ Chi ấy. Thì nói chung là 3-4 cái dự án nhân bán cũng rơi vào tầm khoảng 10 sản phẩm. Mình nói là hết hồn cái nha. Thật sự là bán sản phẩm thì rất là nhiều, nhưng mà cái tiền của hồng, cái tiền môi giới thì nó không có bao nhiêu hết. Tại vì thật sự là bán cái kiểu là bán cho vui, bán cho có thôi. Chứ tại vì khách hàng của mình đó thì mình cái tư duy thì nó ngày càng cao và cái sự lựa chọn nó cũng ngày càng cao nữa. Thì cũng có những cái trường hợp như thế này nè, tức là khi mà hỏi lại những bạn kia luôn á, những bạn khác á, làm chung nghề với nhân á, thì cái tức là khi mà bạn nào mà giỏi về marketing này kia đó, hoặc là cái mối quan hệ nhiều á, thì sẽ bán được. Và có những cái bạn mà nếu như là khi chẳng hạn mới còn nghề đó thì bán hàng cũng không có được. Cho nên là mình mới biết được và thống kê lại cái số lượng mà cái số lượng hàng mà giao dịch trong tháng 7 đó cả nhà. Thì thật sự là giống như mấy năm trước ấy, thì mình nói về tháng 7 thì người ta rất là kiên đi mua nhà mua đất, thì bây giờ cũng ngược lại. Thì vào những cái tháng 7 ấy, những cái khách hàng mà ký gửi hàng lại ấy, cũng khá là ít. Tại vì người ta biết là trong tháng 7 thì những cái người mà đi mua nhà đất thì ít lắm, nên là đó cũng là cái lý do mà tại sao người ta không gửi. Tại vì nếu như người ta gửi vào cái tháng này thì người ta sẽ bị ép giá, hoặc là nếu bán được đi chăng nữa thì bán cái giá rất là thấp. Thì đó cũng là một cái lý do thì Nhân cũng nói cho cả nhà mình luôn là tại sao mà Nhân bán được nhiều sản phẩm mà cái tiền bảo hành nó không nhiều. Tại vì do thứ nhất là có những cái khách hàng thật sự là quá kẹt đi, quá kẹt vốn nên là bắt buộc là phải bán, thì bán cái giá nó rất là vừa phải. Thì những cái khách hàng mà mua đầu tư mua lại ấy, thì đâm ra là nếu mà so với cái giá thị trường ấy, thì có thể nói là lời liền, thì nó không nhiều, nó dài 30 triệu, 50 triệu đó lại thôi chứ không có nhiều lắm. Thì khi mà bán như vậy đó thì bắt buộc là tức là cái người gửi thì bán cái giá nó không được cao, và cái người mua thì có cái sự lựa chọn là nó thoải mái hơn. Và khi mình nhân viên bán hàng nhân á, hoặc là những anh chị cò ngoài này kia đó mà muốn bán hàng được trong cái tháng này thì cũng hơi như vậy, tức là phải bớt một chút tỉnh cái tiền hoa hồng, cái tiền môi giới của mình để cho những khách hàng mua, để giúp cho những khách hàng kẹt tiền và bán được hàng. Nên là mặc dù là bán sản phẩm rất là nhiều nhưng mà cái tiền hoa hồng không có nhiều. Thì Nhân chia sẻ sơ sơ thôi, nhưng mà Nhân chốt lại cái vấn đề ở đây á là Nhân thấy nó một ngày càng ngày nó càng rất là hay cái chỗ là ví dụ như là hồi trước là những cái khách hàng đó, tức là mua bán là mua tại quạ, tức là mình thích mua thì mua, còn thích bán thì bán. Còn bây giờ thì hầu như là khách hàng mình đều biết được cái cách thức mà mua bán bất động sản như thế nào để mà mình không có cái kiểu như là mình không quá lỗ so với thị trường, và làm như thế nào để bán hàng được nhanh. Thì như vậy đó, thì đâm ra là những bạn sale nhân dân đó, những bạn bán hàng nhân dân đó, thì càng ngày là càng trau dồi thêm cái kiến thức và thêm cái kỹ năng về cái thị trường và cái khu vực mà mình mua bán để mình có thể là trao đổi và tư vấn cho khách hàng. Rồi thì Nhân nói sơ thôi, tức là thôi được rồi, thì Nhân sẽ làm những video sau nữa. Thì cả nhà mình hãy nhớ là mình nhấn đăng ký kênh của Nhân để có thể xem được
tiếp tục những video sau, những cái video mà Nhân chia sẻ về bất động sản, về nhà đất. Nhân xin chào.